Tên đồ tể đeo mặt nạ heo này rất thích ăn thịt người. Hắn sẽ thường bắt một vài cô gái xinh đẹp, sau đó ném bọn họ vào trong chuồng chó. Mỗi ngày đều cho cô gái ăn thức ăn gia súc, chờ thời cơ chín muồi, lại làm thành xúc xích thịt người. Còn đàn ông bắt về thì bị cố định trên gỗ, dùng đủ loại công cụ tiến hành giày vò. Đến khi không còn hơi thở, lại làm thành xúc xích chế biến bí mật bán cho người ta. Hôm ấy bốn bạn trẻ đi du lịch, vốn cho rằng là một chuyến đi chơi cuối tuần vui vẻ, lại không ngờ bọn họ sắp không còn nhìn thấy mặt trời tối nay. Ô tô lái trên đường quốc lộ hoang vắng, đột nhiên Alex phanh gấp. Mẹ ơi, sao phía trước lại có người chết nằm? Alex vội vàng xuống xe kiểm tra, phát hiện ông chú thế mà lại sống. Ông nói mình tên Cisco, năm nay 52 tuổi, vừa cãi nhau với gia đình, con trai đuổi ông đi. Đám Alex thấy Cisco đáng thương, đưa ông lên xe chuẩn bị đưa ông về nhà. Nhưng bọn họ làm sao biết được, Cisco chính là kẻ giết người biến thái. Rất nhanh ô tô tới một thôn trang bỏ hoang, xung quanh ngoài cỏ ra thì là núi. Nhìn có vẻ căn bản không có ai từng ở. Dưới sự chỉ dẫn của Cisco, đám Alex đưa ông về nhà. Lúc này con trai của Cisco Tomu đứng ra nói, lúc các cậu trở về, trên đường chú ý an toàn, người tới nơi này không có ai sống sót đi ra. Mấy người cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe rời đi. Nhưng vừa đi được nửa đường, một chiếc xe bán tải màu đỏ chặn đường đi. Alex chỉ đành xuống xe kiểm tra. Đột nhiên người đàn ông đeo mặt nạ heo xông ra, một gậy đánh ngất Alex. Ba người trong xe sợ đến nỗi không biết làm sao, vội vàng khóa cửa xe lại. Paula khó khăn bỏ tới ghế lái. Tôi nói cô gái này làm cái gì thế, không có bằng lái còn chạy tới ghế lái. Vừa tìm thấy vị trí của chìa khóa, người đàn ông đã đi tới, chỉ thấy hắn một đấm đập vỡ cửa sổ ô tô, sau đó đưa bàn tay chậm chậm thò vào trong xe, tiếp đó rút chìa khóa ô tô xuống. Ba người đã bị dọa cho tè ra quần. Hắn nói với ba bọn họ, ngoan ngoãn chờ ở đây, nếu không bọn họ sẽ hối hận. Nói xong đi qua bỏ Alex vào cốp xe, sau đó lái xe rời đi. Ba người nhìn ô tô đi xa, cũng không quan tâm nhiều như thế. Dùng tốc độ 2 giây 500m chạy băng băng về phía trước. Nhưng nơi này toàn là thảo nguyên xanh mơn mởn, căn bản không có điểm cuối. Mấy người chỉ đành quay ngược đường cũ, tới nhà Cisco cầu cứu. Ba người quay lại thôn trang cho dù kêu gào thế nào, cũng không có ai trả lời. Họ chỉ đành tìm lối ra khác. Vào lúc này, Cisco và Tomu xuất hiện. Bọn họ dùng gậy dài khoảng 40m đánh ngất ba người, sau đó kéo bọn họ vào nhà. Cô gái này tỉnh lại, phát hiện bản thân bị nhốt trong lồng. Hai người bạn khác cũng bị nhốt vào. Paula cho dù kêu gào thế nào, cũng không có ai trả lời. Muốn ra khỏi chỗ này căn bản không có cách nào vùng vẫy. Vào lúc này, Cisco dẫn Tomu đi vào. Hắn rất thích cảm giác thú săn dãy ruộng. Paula và bạn cô đều vô cùng hối hận. Sớm biết thế này sẽ không lo chuyện bao đồng. Nhưng hiện giờ nói gì cũng muộn rồi. Không bao lâu sau, Tomu lại đẩy ông nội Abulo của hắn đi vào. Hóa ra bọn họ ba đời thích ăn thịt người, mà người đàn ông đeo mặt nạ heo chính là tên đồ tể bọn họ tốn tiền thuê tới. Bố của Cisco Abulo nhìn thú săn trước mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Abulo quyết định dùng thức ăn gia súc vỗ béo bọn họ một chút trước, sau đó lại làm thành xúc xích. Phần thịt ngon chút để lại cho người nhà ăn, chỗ khác đều bán với giá cao. Paula nói tôi cho ông 3 tỷ, ông có thể thả tôi đi không? Cisco giả vờ không nghe thấy, rất rõ ràng cả nhà họ căn bản không cần tiền, mà bạn Paula bên này không may mắn như thế. Chỉ thấy gã đồ tể tát Alex tỉnh lại, sau đó cầm cái kéo dài khoảng 30m lên. Hắn hoàn toàn mặc kệ sự cầu xin của Alex, trực tiếp cắt đứt ngón tay của anh. Alex đau đến nỗi hét lên mẹ ơi, không kêu còn đỡ, vừa kêu tên đồ tể liền sốt ruột. Hắn lại đi lên cắt lưỡi của Alex, má ơi, thảm, quá thảm luôn. Cuối cùng lại lấy ra con dao nhỏ khoảng 10m. Tiến hành gia công Alex, động tác nhanh gọn, dứt khoát, không hề rông dài. Không biết có bao nhiêu sinh mệnh chết dưới dao mổ này. Tiếp theo dùng đầu ngón chân của Alex làm thành thức ăn gia súc. Tên đồ tể bưng một bát thức ăn gia súc, ném vào trong chuồng chó của ba người. Bọn Paula cũng không biết đây là thịt gì, nhưng vì lớp no bụng không thể không ăn. Lúc này Cisco nhìn bạn Paula, Anna, trong lòng nảy ra suy nghĩ tà ác. Hắn thả Anna ra trước. Anna giả vờ phục tùng Cisco. Sau đó nhân lúc hắn không chú ý trực tiếp chạy ra ngoài, Cisco cũng chạy theo ra, cầm súng săn đoàng đoàng một phát giải quyết Anna. Và như thế Anna đáng thương bị làm thành xúc xích chế biến bí mật, sau đó tiêu thụ ở các siêu thị lớn. Hiện giờ trong bốn người chỉ còn Paula và Gianni sống. Gianni chửi mắng Cisco là kẻ biến thái. Cisco nói tao thích mày thế này, lâu rồi không có ai chửi tao. Nói xong liền thả Gianni ra. Cisco lập ra quy tắc, chỉ cần mày có thể đánh ngã tao, tao sẽ thả mày đi. Nhưng Gianni căn bản không đánh nổi lại được lão ta, không bao lâu liền ngã ra đất không dậy nổi.
Tiếp theo, Cisco đặt Jani lên ván gỗ, sau đó dùng đinh đóng chặt tay phải của anh. Cho dù anh hét rách cổ họng cũng không ai tới cứu. Tiếp theo, hắn lại tới bên khác, cũng đóng tay trái lên ván gỗ. Gã đồ tể làm xong những việc này rồi rời khỏi căn phòng, mà Jani cũng dần dần không còn thở. Tới tối, gã đồ tể mở chuồng chó ra, kéo Paula ra ngoài, sau đó khiêng vào phòng. Cisco trói Paula trên giường và gọi con trai Tomu tới. Cô gái bị trói trên giường không cử động được, bên cạnh còn có một chàng trai đang đứng. Cô nhân lúc hắn không chú ý, lén lút thoát khỏi dây thừng, sau đó cầm đèn bàn lên đập ngất hắn, tiếp đó cởi dây thừng còn lại. Lửa giận trong lòng không có cách nào áp chế được nữa, cô cầm đèn bàn đập đối phương 9981 phát, đến khi không nhìn thấy mắt và miệng của đối phương. Paula mới chuẩn bị trốn khỏi nhà của ma quỷ ăn thịt người, vừa ra khỏi cửa lại phát hiện Cisco và Abulo không nghỉ ngơi. Paula chỉ đành nấp vào tủ quần áo. Cho đến đêm khuya, cô mới nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng, nhưng vẫn kinh động Abulo. Paula đấm ngất đối phương, sau đó mở cửa ra, phát hiện bản thân lại tới phòng của gã đồ tể. Nhìn trên đầu treo xúc xích đỏ tươi, cô mới phản ứng lại, thịt băm mình ăn có khả năng là thịt người. Paula nhẹ nhàng đi tới cửa phòng, cô cũng biết kinh động tới gã đồ tể, bản thân sẽ có kết cục gì. Nhưng vừa ra ngoài liền va phải Cisco. Paula tung vô ảnh cước với Cisco, sau đó chạy ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng cô làm sao biết được, ác mộng của cô mới vừa bắt đầu. Paula chạy trốn cả đêm, trốn vào trong căn nhà bỏ hoang. Sau khi xác nhận gần đó không có nguy hiểm, cô mới quyết định triệt để rời khỏi nơi này. Nhưng chưa đi bao xa, gã đồ tể liền bắt đầu đuổi theo. Paula hốt hoảng trốn vào chuồng heo bên đường. Gã đồ tể cầm dao đuổi sát đằng sau, sau đó chém loạn vào Paula. May mà Paula phản ứng tương đối nhanh, kịp thời tránh được, mà heo con ở bên cạnh lại bị đồ tể chém cho kêu SS. Paula tiếp đó liều mạng chạy, cô muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng tên đồ tể đằng sau cũng đuổi theo đến cùng, cuối cùng hắn vẫn đuổi kịp Paula. Paula hốt hoảng chạy vào ruộng ngô, gã đồ tể lúc này đã sốt ruột, hắn bất chấp tất cả, cũng chạy vào theo. Rất nhanh Paula bị gã đồ tể phát hiện, hắn xông lên chuẩn bị đánh chết cô. Nhân lúc hoảng loạn, Paula đá rơi dao phay trong tay hắn, sau đó bản thân nhặt dao trên đất lên. Gã đồ tể bị dọa cho vội vã bỏ chạy, Paula đi lên chém một nhát, sau đó cô hô cứu mạng với một chiếc ô tô. Nhưng người trong xe mở nhạc rất to, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô. Paula sức cùng lực kiệt tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, gã đồ tể đuổi tới tóm lấy cổ Paula từ phía sau. Tôi muốn nói rằng lúc nãy cô không thể bổ thêm hai nhát dao. Gã đồ tể đưa Paula về thôn trang. Lúc cô tỉnh lại phát hiện mình bị trói trên ván gỗ, tất cả người trước mặt đều đeo mặt nạ động vật. Hóa ra thôn trang này đều là ma quỷ ăn thịt người. Nhà Cisco chuẩn bị mời bọn họ ăn thịt. Paula hô cứu mạng, nhưng ở đây đâu có ai quan tâm đến cô chứ. Trong mắt những người này, Paula chính là bữa tối của họ. Không có điều bất ngờ, Paula cuối cùng vẫn rơi vào tay bọn họ. Họ đem Paula làm thành xúc xích thơm ngon, sau đó chia cho các dân làng. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy ủng hộ Quark Review ở những bộ phim tiếp theo nhé!